và anh Chiến là hai người giàu có, anh Huấn thì biệt danh là Bill Gates của Việt Nam. Anh đang bán tùng đúng không? Anh cho một cái tùng nhỏ nhỏ em về em trồng ạ. Anh Chiến nhá, anh Chiến tùng nhá. Anh Chiến gì anh nhỉ? Chiến DB. Anh Chiến Sama à hay gì? Anh Hà, anh Chiến đi. Để DB gọi anh Chiến chứ toàn gọi là Chiến Huấn này. Anh Chiến gì nhỉ? Ra ban nó có chữ DB, DB. Huấn Tùng Huấn Chiến à? Em xin anh Huấn với anh Chiến cho em cái tùng mà gọi điện thẳng cho Huấn luôn. Đêm mới có ngủ gì nhỉ? Huấn này giờ đêm mà chưa anh... ngủ đâu. Anh Huấn này hay ngủ muộn lắm. Ôi cảm ơn tất cả mọi người nhé. Huấn ơi, Huấn luôn. Anh ơi, cho em xin cây tùng nhỏ em về trang trí. Đấy, nhắn luôn nó hồng này. Đây. Nhắn luôn nó hồng xin cây tùng này. Về Việt Nam ok anh em nhé. Xin luôn. Xin luôn. Nhưng mà nếu mà anh ấy đồng ý mà cái cây nó to thì em vận chuyển kiểu gì em? Em chơi cu ni thiện phát này, nó bay từ Đài Loan và nó bê hộ kéo hộ. Ai em? Mạnh miệng ngớm nhỉ. Mày bên đấy còn đi tỉa cây cảnh cho công viên Đài Loan, mấy cả đi làm thêm thì đêm đi móc bẻ phốt cho cái cống nó tắt. Này, tôi nói bạn ở trên mạng vừa vui này thôi nhá. Như hôm nay nhá, bạn không xin lỗi tôi, bạn hiểu cái sai luôn đấy bạn ạ. À. Qua đây có anh Hà đây, tôi lẻ bạn thôi, bạn hiểu chưa? Tí tôi xuống, tôi xin phép anh Hà thì mai bạn thì anh Hà không nhìn mặt bạn luôn. Như anh gửi cho bạn dép nào nhá, tí đồng ý nói chuyện nhé mày. Cái này, mày nói gì? Này, bạn hôm nay bạn không xin lỗi tôi ấy, thì bạn biết đi làm cái sai của bạn luôn, bạn hiểu chưa? Một bạn đi quá hơi chơi xa đấy. Mày định làm gì trên, tao? Ở trên mạng thì tôi vui vui với bạn đi thôi, bạn hiểu chưa? Còn ngày mai ấy, bạn xảy ra chuyện gì bạn đừng có trách tôi ấy. Ở nhà mày nói mày dọa bố dọa mẹ anh thế à? Ở nhà tao này, bố mẹ tao còn dọa chứ nói là Khánh Nhờ Cai, hiểu chưa? Thế kinh rồi. Ôi, em chào anh, bố mẹ tao còn dọa anh, em về công việc anh.